khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Huấn luyện viên Philippe Troussi từ chức, bầu Đức chốt ngày ra mắt huấn luyện viên Dong Okun, người hâm mộ háo hức đợi chờ. Đội tuyển Việt Nam vừa ấn định thời gian hội quân, chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026 với huấn luyện viên trưởng mới Dong Okun. Sau thất bại của đội tuyển Việt Nam tại giải giao hữu FIFA Days tháng 10 vừa qua, đặc biệt là trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc, sức ép từ người hâm mộ, yêu cầu huấn luyện viên Troussi phải từ chức ngày càng dâng cao, đặc biệt là trên các diễn đàn mạng xã hội. Họ càng thất vọng khi biết được rằng, ông thầy người Pháp thậm chí còn không nhận trách nhiệm về mình cho thất bại này. Nghiêm trọng hơn, thành tích nghèo nàn của đội tuyển Việt Nam thời gian qua khiến một số quan chức của VFF hiểu ra rằng, ông Troussi không đủ năng lực để dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Thậm chí có người còn nói rằng, VFF bị chiến lược lược gia người Pháp lừa dối, bị phản ứng mạnh của dư luận khiến huấn luyện viên Philippe Troussi chán nản. Ông cho biết hoàn toàn suy sụp về cách phản ứng của người hâm mộ sau những trận thua vừa qua. Chiến lược gia người Pháp còn nói rằng, ông bị trầm cảm trước sức ép lớn từ người hâm mộ Việt Nam. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì trên mạng xã hội Facebook vốn đang rất phổ biến tại Việt Nam, đã có một dòng thông báo được viết bằng tiếng Anh đến từ tài khoản có tên Philippe Troussi, trong đó viết: "Từ ngày mai, tôi không còn là huấn luyện viên trưởng nữa, nhưng tôi sẽ là fan sẽ cổ vũ nhiệt thành cho đội tuyển quốc gia đội U23 Việt Nam, hy vọng chúng ta sẽ giữ ký ức đẹp về nhau mãi mãi. Điều tôi tiếc nuối nhất lúc này là tôi không còn được đồng hành với các cầu thủ sau gần một năm cùng vui, cùng khổ với nhau. Từ mai tôi sẽ không còn ở cùng các cầu thủ đó nữa, càng nghĩ tôi càng thấy đau lòng, những phút vui đùa cùng các cầu thủ ở phòng y tế có lẽ là đáng nhớ nhất, xin lỗi tất cả mọi người, tôi rất đau lòng nhưng phải nói là trình độ của đội tuyển Nam vẫn chỉ dừng lại ở sân chơi khu vực. Chúng tôi đã thất bại nhưng các cổ động viên cần bình tĩnh lại và nhìn vào sự thực rằng, đội tuyển Việt Nam vẫn thua Trung Quốc và thua các đội bóng đến từ châu Á, tôi thực sự bị sốc bởi sự khinh miệt của cổ động viên Việt Nam, cảm ơn mọi người. Có thể trong thời gian tới tôi sẽ không huấn luyện đội tuyển nữa nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc, cảm ơn và tạm biệt." Đây là tài khoản được theo dõi bởi gần 60.000 người và bài đăng này đã nhận được gần hàng trăm lượt chia sẻ tính đến thời điểm hiện tại. Thậm chí một số tờ báo của Thái Lan như Goal Thái Lan hay Forum Thái Lan cũng đã dẫn lại nguồn này. Một phóng viên người Pháp rất thân thiết với huấn luyện viên Troussi đã tiết lộ, vì tự trọng, ông Troussi sẽ viết đơn từ chức sáng ngày 31 tháng 10, phóng viên người Pháp xin giấu tên cho biết, ông Philippe Troussi là một người cá tính và rất cố chấp, ông ấy không muốn bị điều khiển bởi người khác và càng không có ai có thể thay đổi triết lý bóng đá của ông ấy. Theo phóng viên này thì cá tính của ông Troussi sẽ phát huy tác dụng nếu như các cầu thủ chịu tuân thủ, còn nếu không thì chắc chắn ông sẽ ra đi. Ở câu lạc bộ mà trước đây khi ông Troussi còn dẫn dắt vẫn để lại câu chuyện mà đến nay vẫn được lưu truyền, đó là sau khi câu lạc bộ có chuỗi trận không thắng, ông Troussi bị các cầu thủ bật lại về triết lý bóng đá thực dụng của mình. Báo chí Pháp cũng không hài lòng với ông Philippe Troussi. Khi đó vị chiến lược gia sinh năm 1955 đã quyết định ra đi ở trận đấu cuối cùng. Ông đã tháo chiếc cà vạt của mình treo phía sau cầu môn với lời nhắn nhủ: "Dù tôi ra đi nhưng vẫn chúc các cậu thi đấu thành công, đừng để chiếc cà vạt này của tôi rơi xuống, tức là không để lọt lưới." Hôm ấy các cầu thủ đã đá như không còn gì để mất và giữ lời hứa không để chiếc cà vạt của ông Philippe rơi xuống. Kể từ khi ký hợp đồng để dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Troussi liên tục bị các chuyên gia bóng đá trong nước chỉ trích về lối chơi của đội, thậm chí đến ngay cả chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai, Đoàn Nguyên Đức cũng phát biểu trên báo chí không hài lòng với ông Troussi khi mà ông quá bất tài. Bầu Đức cho rằng, việc huấn luyện viên Philippe Troussi đưa ra quyết định dừng lại trong tháng 10, chia tay bóng đá Việt Nam là hợp lý. Ông bầu Hoàng Anh Gia Lai cho biết ngày 6 tháng 11 sắp tới là ngày đội tuyển quốc gia Việt Nam hội quân chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Đây cũng chính là ngày tân huấn luyện viên Dong ra mắt người hâm mộ và đội tuyển Việt Nam. Bản hợp đồng mới giữa VFF và huấn luyện viên Dong Okun sẽ có thời hạn 3 năm, cả hai bên đều đặt nhiều kỳ vọng vào bản hợp đồng này, thầy Dong đã đạt được nhiều thành công với bóng đá Việt Nam trong năm 2022. Chiến tích của U23 có lẽ đều vượt xa dự kiến vào thời điểm nhạc ầm quân người Hàn Quốc mới đặt chân đến Việt Nam. Chia sẻ về chuyện trả lương cho huấn luyện viên Dong Okun trong hợp đồng mới, một quan chức của VFF cho biết, về mặt nguyên tắc, chúng tôi không thể tiết lộ con số cụ thể tiền lương và đơn vị doanh nghiệp nào đã tài trợ cho việc trả lương. Nhưng xin khẳng định như đã trả lời, VFF nhận được nhiều sự hỗ trợ từ nhiều doanh nghiệp, VFF đủ khả năng tài chính trả lương cho huấn luyện viên Dong mà không cần sự hỗ trợ của ông Đoàn Nguyên Đức. VFF đánh giá rất cao đóng góp và trách nhiệm của ông Đoàn Nguyên Đức với bóng đá Việt Nam. Trong quá trình làm việc, chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi với nhau. Hiện tại VFF đang phải lo cho 12 đội tuyển và luôn phải hoàn thiện lực lượng chuyên gia cho tất cả, dù có hay không các đơn vị tài trợ. VFF vẫn luôn phải đảm bảo điều này để được thực hiện tốt nhất sau những kết quả không như ý của đội tuyển Việt Nam trong đợt hội quân đội tuyển quốc gia FIFA Days tháng 10 vừa qua.
giới mộ đều tỏ ra khá thất vọng và lo lắng cho tương lai của đội tuyển, không chỉ là những mục tiêu tầm vóc châu Âu như ASEAN Cup hay vòng loại World Cup 2026, không ít ý kiến cho rằng đội tuyển Việt Nam khó giữ ngôi vị số 1 Đông Nam Á,